Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về hai con bò mới nhé. Hàng phải nói là toàn hàng gây lái rất là đẳng cấp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây, một con bò tơ. Đấy. Hai con này thì là em mua của một nhà luôn. Một con bò là man đầu trụi. Đấy. Bò này thì cũng đã chuẩn bị lên giống rồi nhá. Tầm 13 tháng rồi. Đấy, nhưng mà nó thuộc về hàng tầm đại nha các bác nhá. Đấy. Lối quá đẹp luôn, không một lỗi vết gì luôn. Đây, em quay chi tiết các bác xem từng con. Nếu bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây, con này là con đầu tiên. Con này là con bò Lai Sim Phanaman hai dòng. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đây. Con này thì nó đã đẻ một lứa rồi. Và bây giờ đang có chửa lứa thứ hai. Đấy, đang có chửa 5 tháng nhé. Bảo hành giống cho bác luôn. Đấy, con này thì nay mai nó thuộc về hàng rất là tầm đại luôn này. Cao trường dài, không một lỗi vết gì luôn nhé. Đây. Con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa trên 1m4 nhé. Đẹp lòng lành luôn, không một lỗi vết gì luôn nhé. Đây. Lối quá đẹp luôn. Con này mà cái lúc có chửa to của nó nhìn thì quá đại ca luôn, mát 5 tạ luôn. Hiện tại nó từ tầm cửa 450 cân hơi. Nó khung tảng rất là to. Đây, khoang quấy này, chuẩn hết nhé. Đấy, bún vú dày. Con này thì nó mới bán con được thời gian cho nên là nó vẫn hơi dẻo mình. Nó thuộc về hàng gọi là siêu VIP này nhé. Đẹp long lanh luôn. Đấy, mua những con bò này thì thường thường là đẻ con ra này quá đẳng cấp luôn. Cao trường dài. Những cái dòng này nó đẻ con ra lúc nào cũng rất là tầm đại luôn nhé. Kể cả nếu là con cái thì các bác để làm lái lền được. Đấy, con đực thì nó rất đẳng cấp luôn. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng này thì Lai Sim Phanaman hai dòng này thì liên hệ trực tiếp cho em. Con này có giá là 40 triệu. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Đấy, hàng đỉnh cao luôn đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây là con đầu tiên nhé. Con thứ hai này. Con bò này là con bò man trụi nhé. Đấy. Nó thuộc về hàng rất là tầm đại luôn. Đấy. Bò được gọi là 13 tháng hơn một chút rồi. Chuẩn bị đi giống rồi. Loại này thì nó hàng gọi là siêu VIP luôn. Không một lỗi vết gì luôn nhé. À, chân móng của nó này, móng sò đẹp nhá, yếm dài này. Nhìn cái đầu của nó này. Đấy. Quá ngốp luôn. Đầu này thì con này thì nay mai nó thuộc về dòng không sừng nhá các bác nhá. Đấy. Dòng này của nó thì đẻ con sữa cực kỳ mát luôn, vì em đã bán rất nhiều bò này rồi. Đấy, đối quá đẹp luôn. Này. Nói chung để nói con này thì nó thuộc về hàng quá là VIP luôn nhé. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng bò lỡ đẹp thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em bác con bò này nhé. Con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa 1m35 nhé. Đấy. 3 tạ rưỡi hơi luôn. 3 tạ 4, 3 tạ rưỡi hơn. Nhưng mà nó quá đẳng cấp luôn. Đấy, những con bò lái lền các bác tuyển những cái dòng như này thì nay mai nó đẻ con ra nó mới thích này. Hàng quá chất lượng đỉnh cao luôn nhé. Đấy, yếm rồi. Đấy, yếm dài. Các bác nhìn cái dàn yếm ấy, dàn dậu của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Không một lỗi vết gì luôn nhé. Con này thì có giá là bằng 30 triệu, bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé.
Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái lền đẹp đẳng cấp thì mất hai con bò này thì nó quá chất lượng luôn. Đấy, em mua của một nhà luôn nhé. Đấy, gia đình cũng tuyển chọn rất là kỹ, nhưng mà vì có việc tiêu tiền cho nên là bán tất cho em hai con này luôn. Để em quay lại cho các bác nhìn một lần nữa nhé. Đây, con bò lỡ này, phải nói là nó quá đẳng cấp luôn, đẹp tuyệt vời luôn, từ cái dàn yếm rốn của nó này. Đấy, yếm dài luôn từ dưới lên. Đó. Mông to, đuôi to, dài. Đấy, con này thì nó thật sự là quá vip luôn này. Đấy. Tiền nào của đấy các bác nhé. Đấy, con này thì là nó đã đẻ một nứa rồi, và bây giờ đang có chửa lứa thứ hai nhé. Chửa kém mấy hôm nữa đầy 5 tháng. Thụ tinh 3B nhé. Bảo hành giống cho bác luôn. Đấy. Không một lỗi vết gì luôn nhé. Bao lỗi cho bác luôn nhé. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Con bò này thực sự là đến lúc mà nó gần đẻ thì nhìn con bò nó như khủng long luôn. Quá chất lượng đỉnh cao luôn con bò này. Đấy, giá rất hợp lý luôn. 40 triệu bao ship cho bác trong vòng 100 cây. Và ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả hai con này nhé. Đấy, bác nào mà nuôi gây lái mà lấy hai con bò này thì quá đẳng cấp luôn. Đấy, em mua của một nhà cho nên là nếu mà bác nào mà mua về chăn thì rất là thích. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy. Bác nào mà thiện chí thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em bắt hai con bò này. Đấy, một con là bằng 30 triệu và một con 40 triệu. Đấy, nhưng mà thực sự để nói đôi bò lái này nhìn rất là ưng ý luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy. Bác nào mà yêu thích hàng lái lền đẳng cấp thì liên hệ trực tiếp cho em bắt hai con bò này. Chào các bác.